Rồi đây là hàm bậc 3 có chứa M, tìm M để hàm số không có cực, cực trị. Thì hàm bậc 3 của mình có phải Y bằng AX mũ 3 cộng BX cộng BX bình cộng CX cộng D không? Bắt đầu mình nhìn, muốn có cực trị hay là không có cực trị thì phải nhớ đến đạo. Đạo hàm đi bằng 3AX bình cộng 2BX cộng C. Đúng chưa? Vậy bây giờ muốn có cực trị hay không có cực trị thì Y phải phải bằng bằng 0. Có phải là 3AX bình cộng 2BX cộng C bằng 0 không? Hồi này hàm bậc mấy? Xin lỗi, phương trình bậc mấy? Phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 của mình thì mình nhìn sẽ có những trường hợp nào? Delta nhỏ hơn 0, phương trình vô, vô nghiệm thì cho thấy nó cùng dấu. À, delta bằng 0 thì có gì? Nghiệm. Nghiệm kép chứ nghiệm phân biệt gì? Nghiệm kép thì cũng cùng dấu. À, delta lớn hơn 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Tốt chưa? Tốt chưa? Rồi, vậy đề bài kêu gì? Tìm M để hàm số này không có cực trị. Thì mình nhớ nè, làm chậm nè, thấy này không, trước x mũ 3 có M không? Thì mình phải xét trường hợp, còn không thì mình làm luôn nè, viết lại, tính y phải dùm lại đi, để lại tính cho đâu rồi, ra là M trừ 1 x bình cộng 2 x cộng M trừ 1. Rồi, trường hợp 1 này bằng 0 thì tương đương M bằng thế lên đây, vậy Y7 bằng 0 nè, 2X 0 nè, chốt. Sau đó cho Y7 bằng 0, vậy tương đương 2X bằng 0, vậy X bằng 0. Phương trình bậc mấy? Bậc nhất đúng không? Trong trái ngoài cùng, bảng biến thiên đi, làm chậm nha. X Y7 Y trừ vô cùng cộng vô cùng 0 trong trái trừ cộng đi gì, đi xuống đi lên cực gì, cực tiểu. Mà đề bài kêu gì? Không có cực trị đúng không? Không có cực tiểu. Không có cực tiểu hay cực trị? Không có cực trị chị ơi. Không có cực trị thì đây mình loại, chốt. Vậy trường hợp 2 vậy là A của mình này nó khác khác không, M trừ 1 khác không, vậy tương đương M khác 1, hiểu. Vậy là mình sẽ có M trừ 1 x bình cộng 2 x cộng M trừ 1 bằng 0. Cái này khác không, này là phương trình bậc mấy? Phương trình bậc 2. Bây giờ muốn hàm số không có cực, cực trị khi mà chỉ khi delta nó đúng rồi, nghiệm kép cùng dấu A bằng không là nghiệm kép đó, với lại nhỏ. vô nghiệm delta nhỏ hơn bằng không, được chưa? Thì tương đương delta đâu, đọc lên B bình trừ 4 lần AC, x bình cộng m trừ một rồi phân phối nhân chia cộng trừ ra được bất phương trình bậc 2, bấm máy tính kịp chưa?